Đoàn công tác Quyền quỹ Hội đồng nhân dân, Quỹ ban nhân dân, Quỹ ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam quyện Thoại Sơn do ông Lâm Thanh Long, Phó Bí thư Thường trực Quyền quỹ làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà ban trị sự Phật giáo Hòa hảo các xã Tây Phú, An Bình, Dọng Thê, thị trấn Ốc Eo, xã Dọng Đông, Mỹ Phú Đông nhân đại lễ kỷ niệm 79 năm ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa hảo tại các nơi đến, đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe đời sống của bà con tín đồ, đồng thời biểu dương những đóng góp của bà con đối với công tác an sinh xã hội, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế văn hóa xã hội ở địa phương nói riêng và quyện thoại sơn nói chung. mong rằng trong thời gian tới, ban trị sự và bà con tín đồ sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, tiếp tục đóng góp vào công cuộc xây dựng quê hương đất nước, nhất là chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới để đưa quyện thoại sơn trở thành quyện nông thôn mới vào năm 2019, đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm ngày thành lập quyện.